Cảm ơn Sếp Nguyên Xuân. Nam Mô Bụt Thà Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bố Đá Thăm Má trên mạng Internet qua Ban Talk, Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 PM tối, Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 3 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 20 tháng 11 năm 2021, Phật lịch 2565. Bài học hôm nay, môn học kinh tương ưng Samyutta Nikaya, chương 2 tương ưng thiên tử, phẩm các ngoại đạo. Bài 6 kinh Rohitassa, Rohitassa xuất tăng. Khổ đau và lối thoát nằm ở đâu sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Chúng con thành kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạ Hạnh đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam Mô Bụt Thà Giá. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật thế. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết, chứ thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ giới hạnh, biết lạc tu trong thiện. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, con thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ báo tam bảo cho ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập cho bài pháp thoại hôm nay. Nam Mô Bụt Thà Giá. Nam Mô Bụt Thà Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ tăng chúng. Kính bạch chư tôn đức, kính vị, hôm nay chúng ta học một bài kinh cũng rất quen thuộc, là nói về thiên tử Rohitta. Thiên tử Rohitassa xưa kia là một vị tỳ kheo có nhiều thần lực. Có thần thông. Dầu cho có thần thông đi với cái tốc lực nhanh như vậy,
Nhưng mà lại suy nghĩ rằng là đi đến cái chỗ nào tận cùng của thế giới để chấm dứt hoàn toàn đau khổ, nhưng mà đi tìm không có, cuối cùng cũng phải quay trở về để hỏi Đức Phật. Và Đức Phật Ngài đã xác nhận rằng không phải là đi đến cái sự tận cùng của thế giới mới chấm dứt cái sự khổ đau. Ngài cho biết rằng là thế giới đó chính là cái thân ngũ uẩn này. Và từ cái thân ngũ uẩn này Ngài đã tuyên bố về thế giới, sự sanh khởi của thế giới, sự chấm dứt và sự và con đường dẫn đến sự chấm dứt. Cái chữ lô cá thế giới ở đây đó, nó có ba, tức là Sattaloka là nói về cái thế giới hữu tình, Mukha-sok-luka tức là cái thế giới không gian, và Sankhara Luka là thế giới về pháp hữu vi, tức là ngũ uẩn. Bài kinh này nó lại có liên hệ đến bài kinh mà chúng ta đã học ở trong Trung Bộ Kinh. Cho nên nếu mà chúng ta có biết được cái bài kinh đó thì cái bài kinh này chúng ta sẽ hiểu một cách dễ dàng. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe Thượng Tổ Pháp Tân giảng giải ý nghĩa của bài kinh này. Bây giờ thì xin mời cô Phúc Lan đọc cho chánh kinh. Nếu như ở trong cái phần chánh kinh Pali quá nhiều, vì ở đây đó để cho dễ tham khảo, cứ mỗi một câu một đoạn đều có Pali. Chúng ta nghĩ rằng là ở đây Phật tử MC chúng ta khỏi cần đọc Pali, chúng ta cứ đọc tiếng Việt được rồi. Ví dụ như chúng ta khỏi phải đọc là sao quá khi ni đa năng tại xa sao quá khi sa vệ e căng sa ma văn e cam an tăng thi tô cô rô tát tô điều vô của tô phật quan tăng e ta đu mu cha đứng một bên thiên tử rô tát rô hi tát sa và thi tô vân vân. Chúng ta khỏi đọc, chúng ta chỉ đọc tiếng Việt thôi. Nam Mạc. Bây giờ xin mời cô Phúc Lan. Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu đã từ bi dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn quý sinh. Bài 6 Kinh Rohitassa, Rohitassa Sutta, khổ đau và lối thoát nằm ở đâu? Dẫn nhập.
Người ta thường quan niệm đau khổ gắn liền với không gian và thời gian. Chỗ này đau khổ thì nơi khác hết khổ đau. Kiếp này phiền muộn thì chờ kiếp sau sẽ nhẹ bước thang mây. Thiên tử Rohitissa từ sự nhớ nghĩ về kiếp tiền thân đã hỏi Đức Phật một câu then chốt của đời sống là đi đến nơi nào để chấm dứt hoàn toàn đau khổ. Nói cách khác là đi tới đâu trong vũ trụ này để thoát hiện tượng sanh diệt quẩn. Đức dạy đó là điều bất khả, nhưng nói như vậy không có nghĩa là không có con đường thoát khổ, mà phải đặt vấn đề ngược lại. Thế giới mà thiên tử Rohitissa quan niệm là vũ trụ bao la, vô vàng, tinh tú, chắc cá hoa lá lô cá. Cho dù có sống thật lâu với thần lực, đi nhanh hơn vận tốc ánh sáng, cũng không thể tìm đến điểm tận cùng của vũ trụ. Thế giới mà Đức Phật dạy là thế giới của pháp hữu vi, Sankhara Loka, của năm quẩn của sự tạo thành do tương tác giữa căn, cảnh và súc. Ở tự thân của mọi chúng sanh, thế giới của năm quẩn của hữu vi pháp được quán triệt. Hơn thế nữa là tìm thấy chân lý về sự khổ, nhân sanh khổ, sự diệt khổ và con đường đưa tới sự diệt khổ. Phật ngôn, dù vậy, này hiền giả, ta nói rằng không đi đến sự tận cùng của thế giới thì không thể chấm dứt khổ đau. Này hiền giả, chính trong thân xác cao một sải tay này, với tưởng, với tâm ý, ta nói về thế giới, sự sanh khởi của thế giới, sự chấm dứt và con đường dẫn đến sự chấm dứt. Ngài Bồ Thí khi dịch đoạn kinh này đã chú thích. Lời tuyên bố xúc tích này của Đức Phật có thể dễ dàng là lời dạy thâm thúy nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. This pithy is the rency of the Buddha, which may will be the most profound proposition in the history of the hospital. Kinh văn. Tại Sravati, đứng một bên thiên tử Rohitassa bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tại chỗ nào không có sanh, không có già, không có chết, không có diệt, không có khởi, làm sao bạch Thế Tôn với bộ hành có thể biết được, hay thấy được, hay đạt được sự tận cùng của thế giới? Này hiền giả, tại chỗ nào không có sanh, không có già, không có chết, không có diệt, không có khởi, ta nói rằng tại chỗ ấy không có thể với bộ hành biết được hay thấy được hay đạt được sự tận cùng của thế giới. Thật vi diệu thai bạch Thế Tôn, thật hy hữu thai bạch Thế Tôn. Thế Tôn đã nên điều khéo nói như vậy. Này hiền giả, tại chỗ nào không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi, ta nói rằng tại chỗ ấy không có thể với bộ hành biết được hay thấy được hay đạt được sự tận cùng của thế giới. Bạch Thế Tôn, thuở trước con tên là Rohitá, con của Pô Giá, có thần thông có thể đi giữa hư không. Bạch Thế Tôn, tốc lực con mau lẹ cho đến con có thể bay như người thợ bắn cung lão luyện, khéo tập, khéo luyện, thần thục, thiện xảo với một cây cung chắc mạnh, không gì khó khăn có thể bắn một mũi tên nhẹ bay vượt qua bóng tối của cây ta la. Và bạch Thế Tôn, bước đi của con dài cho đến con có thể bước từ biển phía đông qua biển phía tây, và ở nơi con, bạch Thế Tôn, khởi lên sự muốn như sau: với bộ hành ta có thể đạt được sự tận cùng của thế giới. Và bạch Thế Tôn, dầu cho tốc lực của con mau đến như vậy, và dầu cho con có bước dài đến như vậy, và dầu cho con không có dừng để ăn hay uống hay nhai hay nếm, dầu cho con không có đại tiện tiểu tiện, dầu cho con không ngủ, không mệt nhọc, không trừ cấu uế, dầu cho 100 năm là tuổi thọ thường tình, dầu cho 100 năm là mạng sống thường tình, tuy con đi hơn 100 năm và bị mệnh chung, con cũng không thể đạt được đến sự tận cùng của thế giới. Thật vi diệu bạch Thế Tôn, thật hy hữu bạch Thế Tôn. Thế Tôn đã nói lên điều khéo nói như vậy. Này hiền giả, tại chỗ nào không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi, ta nói rằng tại chỗ ấy không có thể bộ hành biết được hay thấy được sự tận cùng của thế giới.
ta nói như vậy. Này hiền giả, ta cũng không nói rằng, nhưng ta cũng không nói rằng không đạt được sự tận cùng của thế giới thời chấm dứt cuộc khổ đau. Này hiền giả, chính trong cái thân thể dài có tầm có tưởng này, có ý này, ta tuyên bố thế giới, nguyên nhân của thế giới, sự đoạn diệt thế giới và con đường đưa đến sự đoạn diệt của thế giới. Hiệu đính: dù vậy, này hiền giả, ta nói rằng không đi đến sự tận cùng của thế giới thì không thể chấm dứt khổ đau. Này hiền giả, chính trong thân xác cao một sải tay này, với tưởng, với tâm ý, ta nói về thế giới, sự sanh khởi của thế giới, sự chấm dứt và con đường dẫn đến chấm dứt. Bộ hành không bao giờ đạt được thế giới tận, không đạt thế giới tận, không thể thoát khỏi khổ. Do vậy, bậc hiền thiện, thế gian giải thiện thệ, thiện tuệ, đạt đến giới, thế giới tận, phạm hạnh được viên thành. Với tâm tư định tĩnh, biết được thế giới tận, không ước vọng đời này, không ước vọng đời sau. Bản hiệu đính: không thể bằng du hành đến tận cùng thế giới, nhưng không đến tận cùng thì không thể thoát khổ. Nên đại sĩ Toàn Tri đã viên mãn phạm hạnh, đã đến điểm tận cùng, liễu tri tâm tịnh lặng, không ham muốn hy cầu đời này hay đời sau. Thích văn: Gamane na napatapo, không thể đạt được bằng du hành. Lo kasanto kuda chanang, đến tận cùng thế giới. Na cha appa toa lo kang tăng lô cá tăng, không vượt qua thế giới, không đi đến điểm tận cùng thế giới. Dukkha athipatmo chanang, thì vẫn còn đau khổ. Tasma have lô cá quy đù sumetho, nên bậc đại trí thế gian giải. Lô càng tá gù út sĩ táp Brahmacharyo, viên mãn phạm hạnh, đi đến tận cùng của thế giới. Lô ca sa an tăng sa mi ta ví nhà tòa an tịnh, biết được sự tận cùng của thế giới. Na si sa tí lô ca min mam paran cha tí, không mong cầu cả đời này và đời sau. Thích nghĩa: theo sớ giải thì thế giới mà thiên tử Rohitasa nói là thiên hà vũ trụ, chắc cá hoa lắc lô cá, thế giới mà Đức Phật dạy là thế giới của pháp hữu vi, sankhara lô cá. Trong một đoạn kinh khác cũng thuộc tương ưng bộ, tôn giả Ananda giải thích thế giới mà Đức Phật dạy được các bậc thánh đệ tử lãnh hội là thế giới trải nghiệm của căn, cảnh và thức. Nói cách khác, đó là sự hiện hữu của năm uẩn. Chính ở đây được nhận diện sự khổ, nhân sanh khổ, sự diệt khổ và con đường dẫn tới sự diệt khổ. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu hiệu đính và biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Giác Đẳng. Và chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tịnh Thượng Tọa Phán Từ Bi thuyết giảng cho bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tề Tri, Đại Đức Tề Đức, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Cái bài học hôm nay đó là nói đến cái sự đau khổ vì và cái
cách để thoát cái sự đau khổ. Này, trong cái nội dung của bài kinh hôm nay đó, thì nhắc đến một cái câu chuyện của một vị thiên tử là Rohitasa. Thiên tử này thưa với Đức Phật là giống như là một cái thế giới nó bao la, không có tận cùng. Dù là bước một bước rất từ biển Đông sang tới biển Tây đó, thì cũng không tạc đi hết cả một cái thời gian dài ở trong cái kiếp sống, cũng không tận cùng của thế giới. Hoặc là như một mũi tên mà bắn tốc độ được âm thanh rất là nhanh, nhưng mà cũng không có thể nào mà đạt tận cùng thế giới. Thì cái thế giới mà thiên tử quan niệm đó, tức là chỉ cho cái thế giới quan, thế giới quan tức là về mặt không gian rất là rộng. Thế giới quan nó có thể nói là các cái cảnh giới rất là rộng, rất là rộng, không tạc tận cùng. Thì ở đây đó thì chúng ta biết rằng nếu mà quan niệm về cái thế giới mà các cái chúng sinh về ở cảnh giới này hoặc là cảnh giới kia thì quả thật là rất là bao la, không thể nói đến cùng tận. Nhưng mà Đức Phật á, thì muốn nói rõ rằng một điều, cái điều mà Đức Phật này dạy ở đây đó là cái thế giới mà nó liên quan đến với cái thân năm uẩn của mình, hay nói cách khác tức là liên quan đến căn, đến cảnh, đến thức hay là xúc đó. Thì đó là một cái thế giới mà nếu mà mình không đạt tới tận cùng thì cái sự đau khổ không thể dứt, cái sự đau khổ chấm dứt, không chấm dứt. Ở đây đó thì chúng ta biết rằng trong lời dạy của Phật đó, thì Phật cho chúng ta biết về cái sự hiện hữu của thân năm uẩn này, của thân năm uẩn này. Bởi vì như ở trong kinh nói rằng năm uẩn đó là sự khổ, bởi vì cái khổ đó là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ. Tóm lại đó là chấp thủ năm uẩn cho nên khổ. Từ đó đó chúng ta thấy rằng là do cái việc mà chúng ta chấp thủ năm uẩn, vì cái việc mà chấp thủ năm uẩn đó cho nên là nhiều cái khổ lắm, nhiều cái khổ hiển hiện ở trong đời sống. Và Đức Phật nói rằng là ở đây đó thì ở trong nội dung của bài kinh này thì gọi là cần phải thấy rõ hay là đạt tận cùng, đạt tận cùng của thế giới. Tức là ở trong kinh nói rằng là cái tấm thân không quá một sải tay này thì đã chứa đầy cả cái thế giới ở trong. Có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, hay nói là căn, cảnh, rồi xúc hay là thức đó. Thí dụ bây giờ đó là con mắt của chúng ta, chúng ta có cái thân ngũ uẩn này, đó là cái hệ quả, cái quả của luân hồi, cái quả của luân hồi. Mà cái quả của luân hồi thì cái nhân mà tạo ra cái đời sống luân hồi khổ đau này đó, chính là do tham ái và chấp thủ. Cho nên vì đó cái thế giới nó hiện hữu. Mà nếu chúng ta nói thế giới về hiện hữu này thì cả về cái chúng hữu tình, từ ở cái tham ái mà ra, rồi ở trong cõi dục, cõi sắc, chúng sanh ở trong cõi dục, rồi chúng sanh ở trong cõi sắc, ở trong cõi vô sắc. Hoặc là cái thế giới chỉ cho cái không gian, tức là chúng ta thấy rằng cõi nghe nói rằng được biết ở trong kinh là
cõi dục có 11 cõi, cõi sắc có 16 cõi, cõi vô sắc có 4 cõi chẳng hạn. Thì nói như vậy đó để rồi chúng ta thấy rằng cái thế giới mà về các cái cảnh giới cái gọi là cõi đó thì rất là rộng bao la, và đặc biệt là cái thế giới mà chỉ cho cái năm uẩn này. Quý vị thấy rằng là ngay cả con kiến cũng là năm uẩn, rồi một con cá nhỏ cũng là năm uẩn, rồi một con voi lớn cũng là một năm uẩn, rồi con người của chúng ta cũng có đủ năm uẩn. Thì ở trong cái thế giới này có những chúng sanh hiện hữu đó, hiện hữu ở dưới dạng nhất uẩn cũng có, đó là cõi vô tưởng chỉ có sắc uẩn. Rồi chúng sanh hiện hữu ở dưới dạng tứ uẩn, tức là cõi vô sắc, tức là bốn danh uẩn, tứ danh uẩn đó, tức là bốn cõi vô sắc, không có sắc uẩn. Phần lớn thì chúng sanh hiện hữu dưới dạng ngũ uẩn, tức là đủ năm uẩn. Mình nói ví dụ như con trâu, con chó, con bò hay là người của chúng ta cũng là năm uẩn mà thôi. Dạ, cũng là năm uẩn mà thôi. Như vậy thì cái năm uẩn này có đó, nó là do hệ quả của cái sự chấp thủ và tham ái mà ra thôi. Tham ái mà ra. Cho nên á, bây giờ nè, khi mà con mắt của chúng ta cũng vậy, các căn chúng ta tiếp xúc với các cái cảnh trần cảnh, mắt thì có nhiệm vụ thấy cảnh sắc, tai thì có nhiệm vụ nghe âm thanh, mũi thì có nhiệm vụ ngửi mùi, lưỡi thì có nhiệm vụ là nếm thức ăn thức uống, vân vân. Rồi thân có nhiệm vụ là xúc chạm, và tâm của chúng ta có nhiệm vụ suy nghĩ đến cái cảnh pháp chẳng hạn. Thì đó là căn tiếp xúc với các cái trần cảnh. Thí dụ bây giờ chúng ta nói trong cái đời thường, nhiều khi mình không có thấy mắt mình thì dĩ nhiên là phải thấy cảnh sắc rồi, nhưng mà do mình không có cái sự nhận chân bằng cái đời sống chánh niệm, hay là chúng ta không có một cái đời sống để mà chánh niệm để thấy rõ được là này là căn nè, cảnh nè, thức nè, thì chúng ta nếu là chúng ta tách rời ra những cái điều đó ra thì không có cái gì nó gọi là cái mà gọi là tôi là ta ở trong đó. Do rằng mình chấp cái tôi cái ta đó cho nên khổ. Vì vậy cho nên là trong kinh có cái đoạn là khi mà ngày Xá Lợi Phất ngày nói là chỉ có cái sự thấy chứ không có người thấy, chỉ có cái sự nghe chứ không có cái người nghe, chỉ có cái sự xúc chạm vân vân chứ không có người xúc chạm. Ở đây người tức là do cái sự chấp thủ của chính mình. Cho nên người ta nhiều khi đó là người ta nhìn thấy cái cảnh đó nó trái mắt, rồi tâm nó sân hận, nó khó chịu. Hoặc là thấy cái cảnh đó nó ưa thích, rồi tâm của chúng ta đắm nhiễm, thích nhìn. Hoặc là nghe cái âm thanh cũng là dễ nhìn, dễ nghe, thích nghe. Ví dụ như mắt chúng ta thì thích nhắm cảnh đẹp, tai chúng ta thì thích nghe, im dịu. Mũi chúng ta thì thích ngửi mùi thơm, lưỡi chúng ta thì thích nếm cảnh vị ngon ngọt, béo bùi, vân vân. Rồi thân chúng ta xúc chạm, im ắng. Rồi tâm của chúng ta thích nghĩ những cái cảnh gì mà chúng ta tự cho đó là hấp dẫn, đó là khả ái, khả lạc, khả ỷ. Cho nên là tâm chúng ta dính mắc vào trong đó. Rồi từ cái đó chúng ta thấy rằng cũng là căn với cảnh thôi, và thức sanh khởi. Và khi mà căn cảnh giao thoa với nhau, thức sanh khởi để tạo lên cái gọi là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Mà nếu như cái tâm đó mà không có nhìn thấy rõ, biết rõ ở trong cái chánh niệm của chính mình, thì nhiều khi đó cũng chính từ đó cái tham tâm nó khởi lên. Tham tâm nó khởi lên, phân biệt nhân ngã bị thử, rồi cái tốt cái xấu, cái mà chúng ta nghĩ nó là khả ái, khả lạc, khả hỷ đó, thì tự động mà tham tâm của chúng ta nó sanh khởi lên.
Vì vậy cái thế giới này đó, chúng ta biết bao nhiêu ở trên cuộc đời này, người ta cũng thể khổ lị từ chính cái đó, khổ lị từ chính cái mắt thấy, rồi khổ lị từ ở chính cái tai nghe, rồi khổ lị từ ở trên cái mũi ngửi, lưỡi nếm, là thân xúc chạm, ý suy nghĩ. Cho nên là khi mà một người, Đức Phật ngài nói rằng là với cái ngũ quẩn này đó, bởi vì cái ngũ quẩn là như chúng ta biết là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Thì cái sắc quẩn tức là chỉ cho cái thân của chúng ta, còn thọ quẩn là cái cảm thọ mà chính cái thân của chúng ta, chính cái tâm của chúng ta vui buồn hay là chúng ta bình thản ở trong cả các trạng thái của nội tâm. Và quý vị thấy rằng là khi mà một người mà tiếp xúc với các cái trần cảnh đó, mà mình không có cái chánh niệm mình thấy rõ đó, thì cái sự tập khởi của tha mái từ đó nó khởi lên, tập khởi của do cái tha mái, tập khởi của sự sanh, rồi tập khởi của sự thấy đó, và bao nhiêu cái hệ lụy mà chúng ta thấy rằng cái người, chính cái người không có cái sự tu thúc đó nữa, tạo nên cái sự khổ lụy ở đời sống, khổ lụy ở trong đời sống. Nếu mà mình nghĩ cái cảnh nào mà cái mắt thấy, tai nghe, cái mũi ngửi, lưỡi nếm hay là thân xúc chạm đó, thì khi mà mình không có chánh niệm thì dễ dàng cái tham tâm nó sanh khởi lên. Vì mình nói rằng tại tôi thấy cái đó nó đẹp quá, hoặc là tôi nghe cái âm thanh đó nó êm dịu quá, hoặc là tôi ngửi cái mùi đó nó thơm quá, tôi thích quá, vân vân. Thì chính mình ưa thích thì mình bị dính mắt. Và vì mình nghĩ rằng cái tôi thấy nó thích đó, hoặc là tôi nghe tôi thích đó, thì phải nói rằng là từ đó là chúng ta đã khởi lên cái mà gọi là tôi thấy, cái gọi là tôi thấy, hay là cái gọi là tôi nghe, cái gọi là tôi ngửi, vân vân. Cho nên là cái cảnh gì mà nó khả ái, khả lạc, cả mắt thấy, tai nghe, ngửi, lưỡi nếm đó quý vị, xúc cái mắt ở đây hay là ưa thích, không ưa thích, mình chán ghét, hay là mình sinh tâm khó chịu, sinh tâm khó chịu, thấy hay hoặc nghe hay là ngửi nếm đụng, như vậy thì cái sinh tâm khó chịu nó cũng là một, nó có nhiều cái việc mà nó diễn ra ở trong cái đời sống này, nó diễn ra ở trong đời sống này, mình nhìn lại cũng chính cái tâm này nó chi phối cái đời sống này rất là nhiều. Một khi là cái cảm thọ của mình, một khi cái trạng lại, cái trạng lại, cái kinh nghiệm mà do cái gì mà mình, chúng ta đã thấy, nghe, ngửi, nếm đụng, bây giờ chúng ta nhìn lại cái cảnh đó, ví dụ giờ quý vị nhớ lại cái cảnh đó nó đẹp, hay là quý vị nhớ lại cái âm thanh đó nó hay, hay là nhớ lại những cái gì mà chúng ta ưa thích đó, thì nó trở lại cái gì nó cạn lại những cái điều đó, mà qua cái kinh nghiệm của chính mình, thì từ đó mình, một người mà không có cái sự thu thúc trong cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, thì từ đó cái ái nhiễm nó sợi. Cho nên mình thấy rằng là chúng sanh hiện hữu ở dưới dạng ngũ quẩn này, thì quý vị thấy rằng thường là chúng ta nói rằng một người sanh trong cảnh khổ thì họ bị khổ do cái ác nghiệp của họ đã gieo, cho nên là bây giờ họ phải gặt lấy cái quả khổ, họ sanh vào trong khổ cảnh để rồi họ chịu những cái sự khổ của ác nghiệp, cái quả khổ của ác nghiệp trổ ra đối với họ. Nhưng mà rồi đó thì chúng sanh ở trong cái cảnh giới lành, cái cảnh giới mà mình gọi là cảnh giới vui đó, thì quý vị thấy rằng là cái khổ của sự năm quẩn,
sự năm uẩn. Giống như mình nói rằng một người mà mình không có bị ai hành hạ, đánh đập, tra khảo mình đâu, nhưng mà rồi đó thì mình cũng có cái chịu chung là mình có cái thân này. Vì có cái thân này ấy, cho nên là mình phải ăn uống, rồi mình phải sinh hoạt, mình phải tiểu tiện, đại tiện, rồi mình bao nhiêu cái cảm thọ đời sống hơn như thế này thế nọ, rồi cả bản thân của mình lúc thì thân bệnh đau đớn, rồi cảm thọ của mỗi người trong mỗi lúc, mỗi thời kỳ, mỗi cái khởi, lúc nào đó, khi nào đó thì nó cũng đều là khác nhau. Cho nên chính vì cái đó đó là cái khổ của thân ngũ uẩn, cái khổ của thân ngũ uẩn, cái khổ mà mình vì cái sự tập khởi của tham ái. Bởi vì chúng ta hiểu rằng chính cái tham ái đó cho nên là khiến chúng ta mới hiện hữu. Dù chúng ta hiện hữu ở dưới dạng thai sanh, hay là dưới dạng quá sanh, hay là dưới dạng thấp sanh, hay là dưới dạng nõn sanh, thì dù chúng ta hiện hữu ở dưới cái loại sinh loại nào đi nữa, thì cái khổ đó, đó, đặc biệt là như chúng ta thấy rằng một người, chúng ta là con người, chúng ta là ở cái cõi nhân loại, bắt đầu khi chúng ta có mặt ở trong bào thai của mẹ, rồi đến khi chúng ta được sinh ra đời, rồi đến khi chúng ta được lớn lên, rồi đến khi chúng ta bước sang cái tuổi trung niên, rồi chúng ta qua cái tuổi lão niên, chúng ta ngẫm lại cảnh đời á, ngẫm lại cái cảnh đời đó, thì quả thật rằng cái thân này đó, nó là nói như vậy, nói để cái khổ ở đây đó, để chúng ta chiêm nghiệm, chứ không phải là để chúng ta bi quan, hay là chúng ta yếm thấy cuộc đời này nó khổ quá thì cũng chẳng có đáng gì đâu. Rồi chúng ta tìm cái cách mà để rồi quyên sinh, hay là chúng ta làm cái này cái nọ để bớt cái sự khổ. Có nhiều người họ bị khổ quá, rồi họ nghĩ rằng họ phải uống rượu cho say đó, để rồi họ quên đi những cái cảnh mà đã trải qua, vì có nhiều cái làm thống thiết đau khổ ở trong tâm lý của họ. Nhưng mà rồi khi mà họ tỉnh lại thì họ cũng khổ thôi, chứ không phải là hết khổ. Rồi là chúng ta biết rằng là có nhiều khi nghĩ rằng chết là hết khổ, nhưng mà rồi cũng phải chết là hết khổ đâu, bởi vì chúng ta còn phải luân hồi, còn phải tái sanh nữa. Thì chưa biết là đời này tái sanh lại làm người là cũng là sự may mắn rồi, nhưng mà không biết là tái sanh ở kiếp sau đó có được may mắn làm người nữa hay không, hay là hoặc là một chúng sanh loại nào ở trong cái cảnh giới khổ, thì cái đó là lại càng khổ hơn. Cho nên ở đây đó có thể nói rằng là cũng chính con mắt của chúng ta, nó biết bao nhiêu từ con mắt, cái tai, mũi, ngửa, lưỡi, tức là căn chúng ta tiếp xúc với cái trần cảnh, thì biết bao nhiêu cái sự liên hệ ở trong cái cuộc sống này. Người ta có vui có, người ta buồn có, người ta có thể tạo thiện nghiệp có, người ta có thể tạo cái ác nghiệp có, tạo cái ác nghiệp có. Mà nếu như một người không có nhìn nhận thấy rõ là cái hệ quả của luân hồi là do có cái thân ngũ uẩn này, và khi có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, rồi có tâm đó, đó là sáu cái nội xứ của chính mình và là căn của mình, thì mình tiếp xúc với các cái trần cảnh, tức là các cái trần cảnh bên ngoài như là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp đó. Rồi từ đó chúng ta mới có cái do có căn, có cảnh thức giao thoa với nhau, thì hả mà nó liên quan tới mắt á, thì gọi là nhãn xúc, liên quan tới tai á, thì gọi là nhĩ xúc, liên quan đến mũi thì gọi là tỷ xúc, liên quan đến lưỡi thì là thiệt xúc, liên quan đến thân á, là gọi là thân xúc, liên quan đến đến cảnh pháp á, thì đó là ý xúc. Thì ở đây đó có thể nói rằng là cái phiền não đó nó cũng từ đó. Nếu như một người mà có cái sự thu thúc bằng cái chánh niệm, thì không phải do cái nhìn đó, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng đó mà nó phiền não nó không sanh lên được, do là có cái chánh niệm, có cái sự thu thúc, có cái sự thu thúc. Cho nên á,
Chúng tôi niệm một điều đó là những chúng sanh ở trong cõi vô sắc á, cõi vô sắc thì nó những chúng sanh đó nó khác với mình một chút, khác với cõi nhân loại một chút, khác với cõi dục một chút. Cõi dục đó thì đầy đủ các căn, đầy đủ các căn, đầy đủ các cái hệ thần kinh, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ kiệt, thần kinh thân gì đó, để mà có cái sự thỏa thích ở trong các cái căn đó. Bởi vì cái sự đắm nhiễm ở trong cõi dục nó khác. Rồi sự có mặt ở trong cõi sắc thì người ta lại đỡ đắm nhiễm ở trong các cái dục. Người ta có những chúng sanh, các vị phạm thiên ở cõi cõi sắc giới đó, thì họ cũng có thân căn vậy, thân căn tế, nhưng mà rồi họ không có gọi là nam căn hay là nữ căn ở đây, hay hoặc họ không có cái tỷ căn hay là thiệt căn ở đây, bởi vì họ không cần ngửi mùi thơm, họ không thỏa thích trong cái ngửi mùi thơm, họ không thỏa thích trong cái ăn uống ngon ngọt béo bùi như như ở cõi nhân loại của chúng ta, và họ cũng không cần phải có nam căn hay nữ căn để rồi là để nam nữ, bởi vì họ vượt lên khỏi cả cái dục, cho nên là các cái vị đó họ vượt ra khỏi cái sự ràng buộc của các căn đó. Và khi nào đó chúng ta thấy rằng mình hiện hữu, chúng sanh mà hiện hữu ở dưới dạng nào cũng là có cái sự khổ, mà như chúng sanh ở cõi sắc giới đó thì do là các vị ấy đã tu thiền chứng, tu thiền chứng mà các vị ấy vượt lên trên khỏi các cái dục, dưới ràng buộc của các cái dục, cho nên các vị ấy không cần phải là ăn ngon mặc đẹp, rồi không phải là cần phải ngửi mùi thơm, không cần phải có nam căn hay nữ căn để rồi phân biệt giới tính. Ơi, nói như vậy không phải là cái người các vị phạm thiên là thuộc giới tính thứ ba, bởi vì ở đây đó khi mà mình nói đến nam nữ, mình nói đến nam nữ thì giới tính nam hoặc là giới tính nữ thì nó liên quan đến dục, nhưng mà các vị ấy vượt ra khỏi dục, cho nên là các vị ấy không còn bị liên hệ là hệ đến dục, nhưng mà lại là bị sự đắm nhiễm ở trong sự thỏa thích ở trong các cái thiền chính của chính mình, hay hoặc là các vị ấy có thể là vừa lòng thích thú với những cái gì mà họ đang, các vị ấy đang có mặt lâu dài ở cảnh giới đó, cũng là một trong quan niệm cái ái thích ở trong đó, cái thỏa thích trong cái ái nhiễm ở trong đó. Và vì vậy cho nên là khi mà mình nói rằng là thiên tử Rohitasa nói rằng là dù bắn một mũi tên rất, cái tốc độ rất là nhanh nhưng mà cũng không đạt được cái tận cùng của thế giới, hay hoặc là có một cái thần lực bước một bước từ biển Đông sang biển Tây mà đi với một cái thời gian dài như vậy, tận cùng của một kiếp sống đó, cũng không đạt tận cùng của thế giới. Thì Phật lại nói rằng là ở đây đó là cái thế giới mà Phật muốn trình bày, tức là muốn nói đến chính cái thân ngũ uẩn này. Cho nên trong cái xuyên suốt trong đời sống tu hành thì mình hiểu một điều đó là Phật dạy cái con đường mà Phật là một cái vị mà gọi là cái vị mà đạo sư, ngài là một bậc minh triết đạo sư trong cuộc đời này, cho nên là ngài biết được cái tập khởi của cái sự khổ, nguyên nhân của sanh khổ, nguyên nhân để sanh ra khổ khổ đau, đó là tập đế, đó là tập đế, đó là chính là tha mái. Rồi cái sự khổ đau này có đó là có của ngũ uẩn, và không phải để diệt ngũ uẩn, không phải là để tận diệt ngũ uẩn, mà là tu làm sao để rồi cắt đứt cái tập khởi của sanh ra ngũ uẩn, tức là đoạn trừ được cái tham ái, đoạn trừ trong tham ái. Mà tham ái ở đâu? Tham ái chính ở trong chính các cái căn cảnh này, và thức sanh khởi và ái chấp sanh khởi, thì từ đó ái nó sẽ sanh khởi. Như vậy thì cái người tu á, là quán chiếu nhìn lại chính ở chính cái tập khởi của ngũ uẩn này, tập khởi của ngũ uẩn này, và để mà quán chiếu thấy rõ được cái ở đây là sắc uẩn,
trong cái con mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý suy nghĩ, thì sắc của những cái gì mà chúng ta nói liên quan đến, có thể là liên quan đến vật chất, liên quan đến cái chính cái sắc thân của chúng ta. Rồi thọ vững, tức là các cái cảm thọ mà chúng ta vui buồn hay là chúng ta bình thản. Rồi đó là tưởng, là cái mà kinh nghiệm. Hành vững, tức là cái mà chúng ta liên quan đến cái sự vận hành ở trong cái tâm lý của chính mình, tâm lý của chính mình. Và thức quẩn là cái gì nói đến cái qua cái nhận thức, cái biết của chính mình ở trong các cái căn của mình, qua cái sắc, nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, hoặc là ý thức. Đặc biệt là thức quẩn là cái mà biết được, cái gì mà biết được các đối với cảnh. Thì chúng ta thấy một điều đó là khi mà đối với một người mà nhìn thấy cái hả, mà chúng ta có sanh ra trong cuộc đời này thì có sanh, già, bệnh, chết. Đó là hệ quả, nó là cái quả của luân hồi. Nhưng mà cái tập khởi để mà tạo ra cái khổ đó, đó chính là cái tham ái. Cái tham ái. Vì vậy cho nên là cái người tu đó, ở trong cái đời sống mà Đức Phật Ngài dạy đó, là thực hành cái con đường chánh đạo. Thực hành cái con đường chánh đạo. Mà qua đó đó là nhìn thấy rõ được cái sự sanh diệt của danh và sắc này, hay là của ngũ uẩn này. Mà làm sao để thấy, làm sao để thấy? Thì ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng trong xuyên suốt trong cái đời sống mà Phật dạy đối với một vị hành giả tu hành đó, thì cái việc mà mình thực hành giới, thực hành định để thành tụ tuệ đó, thì cái việc đó rất là cần. Thí dụ như bây giờ một người mà có chánh niệm ở trong mọi cái hoạt động của chính mình, hoạt động trong cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, hoặc là tâm mình suy nghĩ đó, thì mình làm sao có được cái chánh niệm đó, là cái việc đó rất là quan trọng. Bởi vì sao? Là khi mà mình có chánh niệm thì mình kiểm thúc được cái tâm của mình, kiểm thúc cái tâm của mình, và mình ngăn chặn những cái tập khởi của cái sự tham ái hay cái sự sân hận ở trong lòng của mình. Khi mà mình ngăn chặn được vậy đó, thì cái nhân mà đưa đến cái khổ đau đó nó có thể được tận diệt. Mặc dù là chúng ta biết rằng là để mà cái tâm trí đạo của một bậc thánh sanh khởi lên á, thì đó là giai đoạn của một bậc thánh. Nhưng mà nếu như một người mà tu tập á, thì ngay trong đời sống này, mình trong mọi cái đời, cái việc làm hàng ngày, việc làm hàng ngày, qua đó đó thì quý vị thấy rằng cái thế giới này đó, thì người ta có thể rằng chính cá nhân của mỗi người đó, khổ đau, mình khổ là khổ có thể là liên quan đến cái đời sống sinh linh này, hoặc là khổ là nó liên quan đến cái mà hỷ nộ ái ố, mà bắt nguồn từ cái gì? Bắt nguồn từ ở cái tham ái mà ra, tham ái mà ra. Vì chính cái tham ái này cho nên là chúng ta lại gieo cái hạt giống, gieo cái mầm giống hiện hữu sanh tử luân hồi. Mà hả, có sanh á thì phải là có tử, có sanh thì phải có tử, dù là sanh ở dưới cái dạng nào, dưới dạng thai sanh, hay là dưới dạng mà noãn sanh, thấp sanh, hay là sanh, thì cái hả, chúng ta có sanh ra trong cuộc đời này là cái mầm mống của sự khổ, mầm mống của sự khổ. Mà đối với các vị mà thực hành giới được viên mãn, tức là mình chỉ cho các cái bậc thánh, đặc biệt là bậc thánh Tu Đà Vương. Còn đối với cái vị mà thành tựu về định, tức là chỉ cho thành tựu viên mãn về định, là chỉ cho bậc thánh A Na Hàm. Hay hoặc là một vị mà thành tựu về tuệ một cách viên mãn, tức là chỉ cho bậc A La Hán. Thì các cái vị đó đó,
Chúng ta thấy rằng để mà đạt được cái cứu cánh của con đường phạm hạnh là vị ấy do quán chiếu đoạn trừ được cái tham ái, đoạn trừ được cái ngã chấp, tức là cái tập đế mà nó dẫn đến khổ đau nó không còn, nó không còn. Và do nó không còn cho nên cái sự khổ đau nó cũng không có. Mặc dù là chúng ta biết rằng cái khổ đau của tâm lý thì đối với các vị ấy không có còn, bởi vì chúng ta đó là nhiều khi trong cái sống bằng với những cái cảm thọ, và những cái cảm thọ đó, đó chúng ta thay đổi theo từng cái lúc khác nhau, từng thời kỳ, từng lúc khác nhau, từng lúc khác nhau. Có lúc chúng ta vui, có khi chúng ta buồn, có khi chúng ta lại bình thản. Nhưng mà rồi đó là đối với một cái vị mà có cái sự mà chánh niệm, rồi mình thấy rõ được cái nhân tập khởi của cái sự tham ái đó là bao nhiêu cái sự khổ lụy. Cho nên là nếu như một người có chánh niệm thì chính là cái nhân để ngăn chặn để cái sự khổ lụy ở trong đời sống. Một điều đó là chúng tôi thấy rằng đó là cái thế giới này đó, khi mà người mình nọc bàn về cái thế giới mà cảnh giới các cái cõi, các cái thế giới mà nói đến cái cõi, cái không gian rồi đó, thì rõ ràng là không ai mà biết được một cái tận cùng hết, không ai mà biết hết được, và không ai mà biết được hết được. Cho nên là nói là 31 cõi chứ cũng không biết là trong bao nhiêu 31 cõi đó, còn không biết bao chúng sanh ở dưới dạng nào nữa, chúng sanh hiện hữu dưới dạng nào nữa. Cho nên là đầu mình chân tay, trong các cái vị trong kinh chúng ta có thể là nghe rằng là có khi là trong các loài hai chân chánh giác là tối thẳng. Ví dụ như mình chỉ là những cái vị mà từ ở các vị trời cho đến cõi nhân loại, thì ở trong cái Sa môn Bà La Môn hay hoặc là Ma Vương hay là Phạm Thiên thì chư thiên gì đó, thì những chúng sinh đó có thể nói là hai chân thì Đức Phật á, là một bậc tối thắng. Bởi vì sao? Vượt lên trên cái sự sanh tử luân hồi, vượt lên trên cái sự mà trói buộc, ràng buộc của cái sự tham chấp. Cho nên là khi mà chúng ta thấy rằng con mắt chúng ta thấy, các cái giác quan chúng ta thấy vậy đó, cả cái thế giới này người ta có thể buồn vui, cá nhân của người này ứng xử với người kia đó, nó cũng là biết bao nhiêu cái việc hệ lụy rồi. Rồi đến khi trong làng xóm, nó cũng là từ ở cái các cái giác quan của mình mà tâm mình sân á, tâm mình sân á, thì nó cũng là cái sự hệ lụy. Còn tâm mình tham á, cũng là một cái sự hệ lụy, cũng là một sự hệ lụy. Và vì vậy cho nên là nó cũng sinh ra bao nhiêu từ ở cái sự xung đột này, người này với người kia, rồi ở cái xóm này đến xóm kia, làng này đến làng nọ, hoặc là từ ở thế giới này, quốc gia này chiến tranh với quốc gia kia, cũng từ ở các cái giác quan của mình mà ra, tức là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi. Rồi cái tham tâm nó khởi lên á, thì nó có nhiều chuyện. Hoặc là sân tâm nó khởi lên á, cũng là nó khởi lên do nó cũng là nhiều chuyện nó sẽ sinh ra, nhiều chuyện nó sẽ ra. Cho nên nó rất là rắc rối. Ở đây đó thì với một cái người tu tập á, chúng tôi nghĩ rằng là nhìn về với chính cái thân ngũ quẩn mình á, đó là điều mà hết sức là cần thiết. Hết sức là cần thiết. Cũng như Phật, trong kinh Phật dạy là phận sự của một cái người tu là phận sự pháp học và là phận sự pháp hành. Thì cái việc mà mình học Phật pháp á, là mình cần phải học, học để hiểu được, biết được cái lời dạy của Phật. Để rồi cái điểm cốt yếu của chúng ta đó là chúng ta sống cái đời mà thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật. Mà thực hành cái lời dạy của Đức Phật đó không đâu khác chính là thực hành giới, thực hành định và thực hành tuệ, thành tựu giới, thành tựu định và thành tựu tuệ. Đó là cái mục đích cuối cùng của cái đời sống
mà gọi là đời sống phạm hạnh ở trong Phật giáo này. Vì vậy cho nên là thường đó là chúng ta thường nghĩ những cái gì mà chúng ta khó bao giờ nghĩ đến thì chúng ta lại thường muốn tìm tòi, muốn tìm hiểu để nghĩ đến những điều đó. Và có những điều chúng ta không thể nào mà biết được, chẳng hạn như là cái pháp mà nó diễn ra trong cuộc đời này đó, nó rất là nhiều, hay hoặc là liên quan đến cái nghiệp mà nó chi phối chúng sanh đó, chúng sanh vì sao như thế này thế nọ đó, thì điều đó nhiều khi chúng ta cũng không thể nào nghĩ tưởng hết được. Nhưng mà có một điều đó là chúng ta có thể là chúng ta nhìn được, chúng ta có thể là kiểm soát được bằng cái là chúng ta quán chiếu của chính tự thân mình. Tức là trong cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm đó, trong mỗi cái suy nghĩ của mình đó, mỗi động tác suy nghĩ, mỗi một cái khởi niệm suy nghĩ đó, thì chúng ta kiểm soát được. Như vậy đó là một trong những cái cách để rút ngắn được cái đời thời gian sanh tử luân hồi của mình. Thêm một chút nữa, thời gian sanh tử luân hồi của mình được rút ngắn thêm một chút nữa. Thì cái sự khổ mà chúng ta được hiểu ở trong kinh đó, Phật dạy như vậy, tức là nghe được biết đó là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, do rằng là chấp thủ năm uẩn này là khổ. Quý vị thấy bao nhiêu chuyện cũng là từ ở trong cái năm uẩn này mà ra, mà năm uẩn cũng là nói trong một khía cạnh, nói theo khía cạnh khác đó là nói ở trong căn và cảnh này thôi, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý suy nghĩ đó, rồi căn cảnh, rồi chúng ta mới sanh ra nhãn xúc, nhĩ xúc, thiệt xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc đó. Từ đó biết bao nhiêu, rồi cái tham tâm khởi lên thì nó bị dính mặt, và nó tầm cầu. Tầm cầu mới có tầm cầu, có ưa thích mới có tầm cầu, có tầm cầu mới có sự hiện khởi, có sự hiện khởi. Cho nên ái ở đâu có cái sự hiện khổ của ái thì ở đó có sự khổ đau. Sự hiện khởi của ái thì ở đó có khổ đau. Dù là mình khổ ở dưới dạng là khổ, tức là cái khổ mà thống thiết nó liên quan đến thể chất tâm lý của chúng ta, cái này nó liên quan đến cái khác, cái khổ này, hoặc là cái ngoại khổ, tức là cái cảm thọ mà chúng ta cảm, chúng ta đang vui, chúng ta đang lạc, chúng ta đang thỏa thích, tự nhiên nó bị mất đi, rồi bây giờ lại là tạo nên cái khổ đó nữa. Cho nên là cái khổ đó nó cũng có. Rồi cái khổ mà nó liên quan đến cái gì? Liên quan đến cái sự vận hành của tâm lý của mình, của mọi pháp hữu vi, của mọi pháp hữu vi. Mà hữu vi tức là bao gồm sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, đều là hữu vi. Bởi vì hữu vi á, là pháp mà được tạo ra bởi có những cái nhân tố, có những cái điều kiện của nó. Và khi nó có tạo tác điều kiện của nó, từ nó được sinh ra bằng những cái điều kiện, cho nên là nó có thể diệt bằng những cái điều kiện. Chính vì vậy cho nên là hữu vi là pháp có thể biến đổi, thay đổi. Vì vậy cho nên là cái vui của mình nó cũng là chợt qua thôi, rồi cái buồn của mình nó cũng là chợt qua thôi. Và đặc biệt là cái tham ái nó có mặt ở đâu đó thì có cái sự khổ hiện khởi đó. Ở đâu nó có cái sự tham ái, có sự chấp thủ thì có cái sự khổ ở trong đó, hiện khởi ở trong đó. Bây giờ mình nói lại cái thân người của mình, khi mà mình làm cái thân nhân loại này thì nhiều cái sự hệ lụy ở trong cái đời sống, mà mình nhìn nhận ra những cái điều đó, để rồi một chút nào đó mình tỉnh ngộ được, mình trực ngộ được, thì nó làm cho mình lắng dịu được những cái sự thích thú, những cái sự ham muốn, hay là những cái sự chấp, cố chấp, giận dỗi, bực bội. Thì chính ở trong cái trạng thái ở hiện tại, cái người nào mà tham chấp dính mắc càng nhiều thì bị khổ ở tại chỗ đó. Rồi người nào mà sân hận, bực bội, cố chấp chừng nào
thì lại bị khổ ở chỗ đó, bị khổ ở chỗ đó. Vì vậy cho nên là cái người mà tu á, là cái mà nhìn lại chính mình, nhìn lại với cái thân ngũ uẩn, giống như một người mà thực hành thiền quán thì cũng có nghĩa là làm sao kiểm soát được với đời sống chánh niệm của mình, mình có kiểm soát được cái tâm của mình, mọi cái hành vi của mình qua thân và tâm này, đó là sự quán chiếu. Chúng tôi nghĩ rằng cái bài này cái nghĩa rất là sâu rộng, rất là sâu rộng, nhưng mà nó liên quan đến cái việc mà một người tu tập cần có những cái sự hành trì với cái đời sống chánh niệm, và thấy rõ được cái nguyên nhân tập khởi của nó, sự khổ, và nguyên nhân đưa đến sự khổ, để rồi đó là mình có một cái pháp thực hành để làm sao ngăn chặn hay hoặc là đoạn trừ được cái sự khổ đó. Đó là điều cần thiết cho cái đời sống tu hành của một cái vị hành giả. Thì chúng tôi xin được chia sẻ bấy nhiêu lời ở trong cái bài học hôm nay, mặc dù chúng tôi cũng cố gắng để trình bày nhưng mà chắc cũng không hết cái ý ở trong cái bài học này. Thì chúng tôi xin được dứt lời để dành thời gian còn lại thì Chư Tăng sẽ bàn sâu rộng thêm để đại chúng chúng ta được nhiều sự lợi lạc thêm. Nam mô Bụt Thay Giá. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm an lạc. Chúng tôi chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui. Nam mô Bụt Thay Giá. Sa thú kính kiện thịnh pháp tình với pháp thoại vừa rồi. Bây giờ thưa quý vị, chúng ta bước qua phần thảo luận. Xin được hỏi là thượng tọa thiền sư có nghe được không? Nếu thượng tọa thiền sư đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa thiền sư có mặt như vậy. Bạch thượng tọa thiền sư, xin thượng tọa hoan hỷ cho biết rằng khi thiên tử Rohitassa nêu lên câu hỏi với Đức Phật thì câu hỏi đó nó rõ ràng nó có vấn đề, và cái vấn đề nằm ở chỗ nào, và tại sao Đức Phật này đã không có chấp nhận là ở trong cái vũ trụ bao la này chúng ta không đến tận cùng được, mà ngài lại đề cập đến một cái câu nói khác, là nói nhưng mà không đi đến tận cùng của thế giới thì không diệt được khổ đâu. Thì thượng tọa quan hệ chia sẻ một vài cảm nhận với thượng tọa khi mà Đức Phật, cái cách mà Đức Phật trả lời câu hỏi này, kính cung thỉnh thượng tọa. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, ở đây trước tiên chúng ta phải hiểu cái mệnh đề đầu tiên khi mà Đức Phật này phủ
ta nói rằng tại chỗ ấy không thể bộ hành, không biết được hay thấy được tận cùng của thế giới. Ở đây ý này nói đầu, cái lớp đầu này là trong khi đi bộ hành tìm cái sự tận cùng của thế giới, nơi mà không có chết để thần thông, bạch thư tập từ xưa từ đó qua khỉ xem lời biết ở trong rung không còn nghe được nữa. Xin hỏi thư tập từ xưa có nghe được không? Này nó tự nhiên quý vị. Dạ bây giờ nghe được rồi. Dạ thỉnh thỉnh xin thỉnh xin tiếp tục. Dạ tôi đâu có đã động gì đến cái mic mà tự nhiên rớt thì chúng tôi không hiểu sao. Bây giờ quý vị có nghe lại chưa? Như vậy thì nãy giờ chúng tôi nói quý vị không nghe gì hết. Rồi bây giờ phải bắt buộc nói lại từ đầu. Ây da, ồ nếu chỉ gián đoạn 30 giây thì nên thông qua đi. Ở đây thưa quý vị, có hai vấn đề mà Đức Phật Ngài không có nói, Ngài không chấp nhận. Một
là cái chỗ tận cùng của thế giới, không bằng cái sự bộ hành mà đi được. Nếu mà cái sự tận cùng thế giới, ta cũng không nói là đoạn, ta nói là đoạn tận khổ đau. Cái chuyện mà mình đi đến cái sự thi, cái chuyện không thể có được. Hễ cái mệnh đề mở mà nó trở thành bu khắc qua rá, tức là không có chấp nhận được, thì không thể nói đến cái mệnh đề thứ hai. Theo trong cái cách lập luận của Yamaka là gì? Ở đây Đức Phật Ngài khẳng định cái hướng khác. Là Ngài chỉ nói đến cái thế giới ngũ uẩn, tức là cái thân này, cái thân ngũ uẩn này. Đức Phật này không nói đến cái việc mà tận cùng của cái thế giới này, hay là không đạt được, đạt đến cái sự tận cùng của thế giới này, mà Ngài chỉ tuyên bố cái thế giới này, tuyên bố về tập khởi của thế giới này, tức là tập khởi của thân ngũ uẩn, tức là nhân sanh, rồi tuyên bố về cái sự đoạn diệt của thế giới, tức là đoạn diệt cái thân ngũ uẩn này, không còn sanh tử luân hồi nữa. Và Ngài trình bày về cái đạo lộ dẫn đến cái sự đoạn diệt cái thế giới của quẩn này. Trong những trường hợp khác thì chúng ta vẫn được nghe thường xuyên Đức Phật Ngài nói đến cái cách nói của Ngài Ngài không có chỉ phủ nhận suông, mà Ngài cũng không phải là chấp nhận suông. Ngài phủ nhận nhưng mà Ngài giải thích cho biết là vấn đề Ngài phủ nhận là phủ nhận ở điểm nào và cái chỗ nào mà Ngài không có phủ nhận mà Ngài trình bày. Từ đây cũng dễ hiểu thôi thưa quý vị. Cho nên trong hai cái câu này, thì ở đây đó, trong cái câu hỏi, câu thảo luận đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta bỏ sót một cái câu, trong một chữ, bỏ sót một chữ. Khi Đức Phật dạy không thể đi đến tận cùng của thế giới bằng du hành,
nhưng mà không đi đến tận cùng của thế giới thì không thể đạt được cái sự chấm dứt đau khổ. Trong cái câu sau đó, cái câu sau thì Bali là Na khu pa na hăng Au so apatoa Lukasa an tăng Lukasa an tắc Kiri dân và đạo lý. Ở đây chúng ta có hai cái chữ phủ định, hai cái từ phủ định. Cái phân từ trong cái đầu câu là để ghép với cái chữ đàm lý ở phía sau. Nạc khô và năng và đàm lý. Và ta cũng không nói. Nhưng ta Patwa Lukas Antang Sa Antang Kirya. Khi mà không sự tận cùng của thế giới thì chấm dứt cái sự khổ đau. Ngài cũng không nói cái chỗ. Ở trong câu trích dẫn này thì chúng đổ phủ định là không thể đi đến, không đi đến thì không thể đạt đến. Nó hơi bị rối đó. Cho nên cái câu này nếu mà giải thích theo câu thì chúng ta thấy là không có vấn đề gì. Còn khi mà chúng ta dư một từ thì chúng ta lại có vấn đề trong cái câu nói. Khi mà Đức Phật này dạy ở hai cái câu mà vị thi tử thuật lại Đức Phật đó. Thật vi diệu thai bạch Thế Tôn, thật hi hữu thai bạch Thế Tôn. Thế Tôn đã nói lên điều khéo nói như vậy. Đó là một chữ ý tí như vậy. Ý tí hai chấm mở một cách. Này hiền giả, tại chỗ nào không sanh không già không chết, không diệt không khởi, ta nói rằng tại chỗ ấy không thể. Ở đây cái câu văn không có thể bộ hành biết được hay thấy được. Vì cái chỗ này nè, nếu mà dịch ra Yat thật khô Ao sô Na cha Yat tí Na chi Yat tí Na mi Yat tí Na cháu Yat tí Na ô bà bắp của bách chật tí na hăng tăng cầm bền á gấm mà đề nó luộc các sản tăng nhà tây dân là thay dân và tây dân tí và đàm lý tại chỗ nào không sanh không già, không chết không diệt không khởi, ta nói
không thể biết được hay thấy được sự tận cùng của thế giới bằng sự vô hành. Những cái mình á, ở chỗ này trong cái bản dịch đó, thì xài cái chữ na hăng tăng game manin á, ngày dịch trước cái chỗ đó là không thể có bộ hành, nhưng mà ở đây theo cái mạch văn đó là không thể thấy biết cái sự tận cùng của thế giới bằng cái sự bộ hành. Hai cái câu nó khác nhau thưa quý vị. Cái rắc rối ở chỗ là chúng ta không có một cái sự phiên dịch bằng cái trí tuệ tập thể. Do đó cho nên chúng ta gặp những cái câu lớn cấn như vậy thì chúng ta cứ ngồi đó phải phân tích lại. Đó là xong cái phần đầu. Rồi đến cái phần sau đó, nhưng này hiền giả, ta cũng không nói rằng không đạt được cái sự tận cùng của thế giới thời chấm dứt cái sự khổ đau. Ngài cũng không nói gì. Ta không nói rằng không đạt được cái sự tận cùng của thế giới chấm dứt cái sự khổ đau. Bởi tại sao vậy? Nếu mà nói rằng khi đạt được cái sự tận cùng, đi đến tận cùng của thế giới thì chấm dứt cái sự khổ đau, thì cái điều đó Đức Phật là phủ nhận. Là bởi vì không thể nào đi bằng cái sự vô hành đó mà đạt đến sự tận cùng của thế giới được. Và Ngài cũng không nói khi mà không đạt được sự tận cùng của thế giới thì chấm dứt cái sự khổ đau. Biết bao nhiêu người đâu có đạt được cái sự tận cùng của thế giới đâu, họ có đâu giờ đi tới. Dầu cho chúng ta đi máy bay kiểu nào đi nữa, nhanh cỡ nào đi nữa, thì từ ở đi từ đi nửa vòng trái đất hay là đi tới các cái sao, các cái vì sao, hay đi đến khung trăng, có đi tới nơi đi nữa thì cũng chưa phải là đi tới tận cùng của thế giới. Mình nếu mà cho rằng không có đi tới thì cũng chấm dứt được cái sự khổ đau, cái đó, cái câu nói chưa hẳn. Tại sao vậy? Bởi vì ngay cái thế giới thân này không phải là Đức Phật Ngài chỉ tuyên bố về cái con đường đến sự đoạn diệt của thế giới đâu, mà Ngài tuyên bố về thế giới, tức là tuyên bố về sự khổ, tuyên bố về nhân tập khởi của thế giới, tức là tuyên bố về nhân sanh khổ, tuyên bố về sự đoạn diệt thế giới là tuyên bố về sự diệt khổ, và Ngài tuyên bố về con đường đến sự đoạn diệt thế giới là Ngài tuyên bố về đạo lộ đưa đến cái sự đoạn diệt khổ. Ở đây thì chúng tôi không có muốn dài dòng hay là phân tích cái lối dịch hay từ ngữ, cái chỗ đúng chỗ sai, mà chúng tôi chỉ muốn làm cho các Phật tử chúng ta hiểu được vấn đề thôi. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị cái câu này là Nam Mô Bổn Thầy. Sa tu kinh trình thưa tổ sư, thưa quý vị,
chúng tôi thì có một chút khác biệt với thiền tọa thời siêu khi mà dịch bản dịch vừa rồi, khi thiền tọa nói hai cái định từ, thì thật ra chúng tôi có tham khảo với nhiều bản, bản chữ Anh và bản chữ Hán. Thì ở trong các bản đó đều nói đến một điểm là ta cũng nói rằng không có thể chấm dứt sự đau khổ nếu không có chấm dứt thế giới này, nếu đi đến tận cùng của thế giới này. Lý do mà nói như vậy đó là vì Đức Phật cũng nói cái thế giới khác, và cái thế giới đó là cái thế giới nằm ở trong mỗi chúng ta. Về điểm này thì lát nữa chúng tôi sẽ nói sau, nhưng mà đây là một cái câu rất là quan trọng. Dạ, câu rất là quan trọng, và chúng ta sẽ thấy trong số giải đề cập đến hai thế giới mà Đức Phật đề cập đến. Cái câu rất là quan trọng ở đây mà có cái lấn cấn nãy giờ thì tổ sư nói rồi, là câu này đi. Lát nữa chúng tôi thảo luận xong với tổ sư câu số 2 rồi đó, thì chúng tôi sẽ trở lại với câu này. Và thì tổ sư tiếp theo thì xin thỉnh thiền tọa trả lời thêm một câu này nữa thôi, là chúng ta học ở trong Thắng Pháp nói về pháp hữu vi. Hữu vi trong đó có danh pháp và sắc pháp, tức là nói chung tất cả hiện tượng giới. Hiện tượng giới đây tức là nói về danh pháp và sắc pháp đó. Thì phải chăng là danh pháp sắc pháp đó vừa là nói về tất cả những hiện tượng trên thế giới này, và cũng đồng thời nói về năm uẩn của mỗi chúng sanh, có đúng như vậy không? Xin thưa tổ quan hỷ giải thích thêm về đoạn này. Kính thưa tổ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, khi mà đối với pháp hữu vi thì ở trong đó nói đến tâm tâm sở sắc pháp, trước nhất là nó bao gồm trong năm uẩn mỗi chúng sanh. Bởi vì thọ tưởng hành thức là danh, rồi sắc pháp là sắc uẩn, danh uẩn và sắc uẩn. Nhưng mà khi nói đến tất cả những hiện tượng giới của pháp hữu vi, vô tri giác cũng nằm ở trong cái gọi là sắc uẩn, nằm ở trong cái gọi là sắc uẩn, chứ không phải cái pháp chân đế ở đây tâm tâm sở sắc pháp hay là sắc thọ tưởng hành thức. Sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hình quẩn, thức quẩn là chỉ nói về thế giới hữu tình không, mà cả thế giới vũ trụ nó bao gồm ở đó. Bởi vậy ở đây đó, khi mà chúng ta học về các pháp chân đế thứ ba, và chúng ta nói đến sắc pháp rupa-thamma, thì ở đây chúng ta cần phải biết rằng chỉ có kamaccha arupang sắc nghiệp, chứ ta chắc arupang là sắc tâm. Sắc do tâm tạo, sắc do nghiệp tạo, thì sắc đó
thuộc về cái thế giới hữu tình. Nhưng mà về sắc quý tiết bao gồm có đất, nước, lửa, gió, tám cái sắc bất ly, thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng nó bao gồm cả cái thế giới hữu tình và cái thế giới vô tình đó chúng ta gọi là hiện giới. Là nói chung thì đó là những điều mà chúng tôi được biết và chia sẻ với quý vị ở đây hôm nay đó. Ở trong cái bài kinh này thoáng qua thì thấy đó cũng dễ, nhưng mà khi chúng ta ngồi lại xem xét để mà chúng ta thảo luận đó thì nó cũng có vấn đề khó hiểu, nhất là qua những cái câu hỏi thảo luận mà Thượng Tọa Giáo Đẳng vừa nêu. Để chúng tôi trả lời thì buộc lòng chúng tôi phải trả lời theo cái cách trình bày, chắc hẳn rằng quý vị Phật tử chúng ta nghe cũng khó hiểu, cho nên chúng tôi chỉ nói ít thôi. Xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Sa thú kính trình Thượng Tọa Thượng Sư. Thưa quý vị, hồi nãy chúng tôi có đề cập đến là có một cái câu câu Pali, mà trong câu Pali này thì bản dịch tiếng Việt và cũng như là Thượng Tọa Thượng Sư thì giống nhau, nhưng mà riêng chúng tôi đó thì chúng tôi lại dịch khác đi. Cái khác nằm ở chỗ này là chữ nát là không. Nó bắt đầu câu chữ ná là một cái phủ định từ là không. Thì tôi từ xưa và ở trong bản dịch tiếng Việt á, thì nói rằng chữ phủ định từ đó là chỉ cho cái qua đàm ý là ta không nói. Dạ, ta không nói. Dạ. Còn chúng tôi và tham khảo bản tiếng Anh của Ngài Phu Đí và trong bản chữ Hán đó thì nói rằng chữ đó là không phải là để là phủ định từ của chữ Quadam ấy, mà nó là ta nói, nhưng ta nói là không có đến tận cùng của thế giới. Dạ, dạ, thì không có tận cùng của khổ đau. Dạ, không có chấm dứt khổ. cái này nó rắc rối chỗ cái ngữ pháp hành đoạn, cái ngữ pháp á. Dạ, chúng tôi nói quý vị nghe là một bên là ná là chỉ cho qua đa biết là Như Lai không nói hay là ta không nói, một bên chữ ná là phủ định từ của cái gọi là abatwa lu kassa antang dukkhassa antakiriyang, tức là không có đến tận cùng của thế giới thì không có chấm dứt khổ. Lý do tại sao chúng tôi đối chiếu bản dịch này là bởi vì ở trong sớ giải đó thì vì thiên tử Rohitassa đã về một thế giới khác và Đức Phật nói về một thế giới khác, và Đức Phật Ngài cũng có nói về sự tận cùng của thế giới, chứ không phải là Ngài không có nói về sự tận cùng của thế giới. Nhưng sự tận cùng thế giới mà Đức Phật nói đó là ở trong câu sau, thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật nói về sự tận cùng của pháp hữu vi, tận cùng của danh sắc, hay tận cùng của năm uẩn. Chúng ta nói theo ngôn ngữ bây giờ đó là thế giới chủ quan và thế giới khách quan, hay là thế giới nội tại và thế giới ngoại tại. Trước nhất thì thưa quý vị, câu nói này đó nó tương tự như một lời của ngài Ajahn Chah. Ngài có trong lúc hướng dẫn thiền tập đó, ngài nói rằng một cái vị tỳ kheo
hay là một sa di hay là một tu nữ ở trong một ngôi chùa, trong một thiền viện, thường hay có vấn đề là mình nghĩ rằng có những chuyện phải làm, có những chuyện phải lo, có những chuyện phải liệu toan, và lo lắng chỗ này, lo lắng chỗ khác. Và một khi mình ngồi xuống ở trong một giờ hành thiền thì mình phải có một cái khả năng để mà khẳng định với chính mình rằng ở trong giờ phút này việc quan trọng nhất là ngồi thiền, chứ không có không có một ai trên thế giới này, không có ở đâu trên thế giới này làm cho mình hạnh phúc, làm cho mình thấy là quan trọng hơn, thì lúc đó mình mới có thể tập trung vào hiện tại được. Thì thưa quý vị, tại sao chúng ta nói về hai thế giới? Một cái thế giới mà thiên tử Rohitasa nói đó, và cũng không phải là Đức Phật Ngài tưởng tượng ra, mà chính do thiên tử Rohitasa cũng xác nhận là trước khi mà mình sanh làm vị thiên tử đó, thì còn là thân nhân loại đó, là một vị đạo sĩ đã từng chứng thần thông, và với thần thông thì có thể đi từ bên này đại dương tới bên kia đại dương trong thời gian tích tắc, rất là nhanh chóng, thần thông mà. Và vị này đã cố gắng đi tìm đến cái tận cùng của vũ trụ bao la. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng không bao giờ có trường hợp mà chúng ta có thể đi đến tận cùng của thế giới này, cái thế giới của thiên hà này được hết. Bởi vì sao? Chúng ta lấy một cái chuyện rất là đơn giản là thái dương hệ của chúng ta đó nằm ở trong một cái thiên hà, mà thiên hà đó gọi là Milky Way hay là Ngân Hà. Thì thưa quý vị, cái Milky Way mà chúng ta thấy trên bầu trời đó thì nó là một phần, chúng ta là một phần ở trong cái Milky Way đó, mà ở xa chúng ta thấy như vậy thôi. Và người ta hỏi rằng cái đường kính của cái Ngân Hà đó bao nhiêu, thì câu trả lời, câu trả lời mà cho đến giờ này chúng ta gọi là cái trong cái sự đo đạc về cái chiều kích là 53 năm ánh sáng, ít hơn 53 năm ánh sáng một chút, tức là khoảng chừng 850 năm ánh sáng vậy đó. Và cái vận tốc ánh sáng được tính như vậy, vận tốc ánh sáng đó chúng ta nói đại khái đó là một giây thì ánh sáng đi được khoảng 300.000 cây số. Một giây đi 300.000 cây số. Nhưng mà chúng ta phải đi 53.000 năm. 53.000 năm ánh sáng, vận tốc như vậy, 53.000 năm ánh sáng thì mới có thể đi xuyên qua cái dãy ngân hà, cái Milky Way. Thì thưa quý vị, đó là một ngân hà. Chúng ta sống bao nhiêu kiếp người, sống 100 năm thôi, mà chúng ta nói là đi 53.000 năm ánh sáng, thì nếu mà chúng ta có thể đi nhanh bằng vận tốc ánh sáng hay nhanh hơn nữa thì chúng ta cũng đi hết được. Và hiện nay đó, ở trong cái sự ghi nhận của những cái viễn vọng kính ở trên không gian của Hubble hay là Chandra đó, thì ngành thiên văn của nhân loại được biết thôi chứ không phải biết hết, được biết là có 200 tỷ thiên hà, tức là cái dãy ngân hà của chúng ta đó, cái Milky Way chúng ta nó lớn như vậy rồi, nhưng mà trong cái tầm biết của chúng ta là cái vũ trụ chúng ta biết rằng chúng ta ghi nhận sự hiện hữu của 200 tỷ cái thiên hà như vậy, thì nó mới đúng. Mà cái đó cái khả năng mà chúng ta có thể ghi nhận qua tia cực tím của Chandra telescope, tức là viễn vọng kính Chandra thôi, chứ còn khả năng khác chúng ta chưa có. Thành ra cái sự gọi là ở đây chúng tôi không dùng chữ bộ hành, tại vì đi bằng thần thông mà đi phi thuyền mà cũng thế là bộ hành được, chúng tôi tạm dùng cái chữ du hành. Thì thưa quý vị, bằng vật chất, bằng cái thân và vật chất này, thân tứ đại này, mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ đi và đi đến tận cùng của thế giới, và ở tận cùng thế giới này đó thì chúng ta tìm thấy một cái nơi mà không sanh không già không đau không chết thì thật sự đó là ý tưởng rất là điên rồ. Ý tưởng mà đi đến tận cùng đó là điên rồ rồi, mà cái ý tưởng là đi đến chỗ tận cùng đó mà không có, mà tìm được sự thoát khổ hoàn toàn, thì cái chuyện đó là chuyện không tưởng, chuyện hoang tưởng.
Thì đến Đức Phật có nói rằng thế giới này không thể đi đến tận cùng bằng du hành, dù là du hành bằng thần thông, dù là du hành bằng bất cứ phương tiện nào thì cũng không đến được. Thì gần ra chỉ có Đức Phật vì chánh đẳng chánh giác Ngài mới có thể nói như vậy. Ngài mới dạy về sự bao la mênh mông của vũ trụ. Còn trước giờ chúng ta nghĩ rằng cái sự bao la mênh mông đó một vị thần thông đi đến, Đức Phật nó không không đi đến, không đi đến tận cùng được. Nhưng mà rồi thưa quý vị, Đức Phật Ngài lại nói rằng có một thế giới khác, thế giới đó gọi là Sankhara luôn, thế giới của hữu vi pháp. Đây là điểm rất là tế gì? Hữu vi pháp là bao gồm tất cả những hiện tượng giới. Nhưng mà cái hữu vi pháp đó, nếu được quan niệm như là năm quẩn, thì năm quẩn đó có cái chất của nó, có cái nhân sanh của nó, và có sự đoạn diệt của nó, và có con đường dẫn đến đoạn diệt của năm quẩn. Nói cách khác là hãy chúng ta còn có tâm, chúng ta còn có các căn, thì chúng ta tiếp tục tạo ra cái hiện khởi của thế giới, cho dù chúng ta đi đến bất cứ nơi đâu. Nó tương tự như vậy là chúng tôi lấy một cái thí dụ là bây giờ có một người, cái tính họ hay rắc rối, hay sinh chuyện. Họ ở trong một ngôi chùa, họ đụng chạm với người này, va chạm người kia, rồi tự nhiên họ nghĩ rằng tôi không thích ở chùa này phiền não, tôi sẽ đi đến một ngôi chùa khác để không còn phiền não nữa. Nhưng cái phiền não đó nó không phải là ở ngôi chùa này hay ngôi chùa khác, mà là do chính ở cái tâm của họ. Ở tâm mình phiền não thì đâu có đi đâu cũng phiền não thôi. Cũng như vậy, chúng ta hiện hữu trong thế giới này với tưởng là chúng ta mang theo quá khứ. Sanya là gì? Sanya là cái tập khí từ ở trong quá khứ và với tâm ý. Và ở trong đây Đức Phật nói tưởng với tâm ý, thì với tưởng và với tâm ý thì tự nhiên nó, cho dù chúng ta đến thế giới nào, đi đến đâu, trong thế giới này thì nó vẫn còn tồn tại. Đừng nói chi thế giới này, khi mà Đức Phật nói rằng mình vượt khỏi cái cảnh giới của vật chất mà đạt đến cảnh giác, thì còn tâm ý thì nó cũng còn cái sự hiện hữu của các hành, sự hiểu hưởng hiệu, hiện hữu pháp hữu vi. Cái này là cái mà chúng ta nên hiểu. Và do vậy đau khổ thường khiến chúng ta liên tưởng đến không gian, liên tưởng đến thời gian. Thời gian là liều thuốc tiên, nó xóa đi, hay là chúng ta chết đi, sanh kiếp trước, chết kiếp khác, kiếp sau thì không còn khổ nữa. Hoặc giả là việc không gian là chúng ta ở cảnh giới này khổ, chúng ta đi về một thiên đường, một cực lạc, chúng ta đi về cảnh giới này, cảnh giới khác. Ở Việt Nam khổ quá rồi qua Mỹ, ở chùa này khổ quá rồi đi chùa khác, ở tiểu bang này khổ đi tiểu bang khác. Chúng ta luôn luôn liên tưởng rằng cái khổ đó nó nằm ở trong cái hạn cuộc của không gian và thời gian. Kỳ thật không phải. Cái khổ đó nó nằm ở trong mỗi chúng ta. Chúng ta lê lết năm quận này thì chúng ta đi đâu thì nó cũng có vấn đề. Bảo đảm là bằng cái thân năm quận này chúng ta không có đi chỗ nào. Và ở trong thế giới này mà ở đó tìm thấy sự bình an. Tại vì sao? Bản chất của năm quận đó là biên tạo và tạo tác. Nó vừa là năng, vừa là sở, vừa là tạo, vừa bị tạo. Thì dù chúng ta đi đến góc biển chân trời nào, thì thưa quý vị, chúng ta cũng không thoát khỏi cái mà gọi là bị tạo và tạo, mà cái Đức Phật gọi là Sankhara, gọi là pháp hữu vi. Và khi mà tạo và bị tạo đó, thì chúng ta nhớ cái câu nói của Ngài A-sa-chí với Ngài Xá Lợi Phất. Khi Ngài Xá Lợi Phất bây giờ là cư sĩ Upatissa, cũng là Sariputta, gặp cả sa chí đi trên đường, Ngài đi theo tôn giả sa chí cho đến khi tôn giả sa chí tìm được một nơi để ngồi xuống thọ thực xong, thì Ngài đến, Ngài đánh lễ và Ngài hỏi đạo. Thì Ngài a sa chí là một vị a la hán, nhưng mà lúc đó thì Ngài ở với Đức Phật chỉ có 3 tháng mấy thôi, mà Đức Phật chưa thuyết pháp nhiều, nhưng mà Ngài đã chứng ngộ đạo quả. Và do vậy Ngài không nói nhiều, nhưng mà Ngài
nhưng mà Ngài nói thì không có sai. Ngài mới dạy cho tôn giả Sariputta câu này là các pháp do duyên mà sanh, thì các pháp cũng do duyên mà diệt. Và Đức Phật là Đại Sa Môn, Ngài thuyết giảng như vậy. Tại sao do duyên mà sanh cũng do duyên mà diệt? Thì thưa quý vị, giống như là một cái ngọn lửa mà nó cháy là do những cái điều kiện. Điều kiện đó là nhiên liệu. Do nhiên liệu mà ngọn lửa có, mà cũng do nhiên liệu không còn thì ngọn lửa không còn. Tại vì sao vậy? Nếu mà ngọn lửa nó tồn tại là nhờ nhiên liệu, thì như vậy không còn nhiên liệu thì nó không còn nữa. Chúng ta sanh ra cuộc đời này, thứ cái gì mà chúng ta nương vào, chúng ta lệ thuộc, thì trong cái sự nương đá lệ thuộc đó, do nhân duyên tác động đó, thì chúng ta bị chi phối. Chúng ta vui vì trời đẹp thì chúng ta sẽ buồn vì trời mưa. Chúng ta vui vì màu lá vàng rực rỡ của mùa thu thì chúng ta sẽ buồn khi mà lá vàng rụng hết. Chúng ta vui khi người ta khen mình, thì khi người ta không khen mình, ta chê mình thì mình buồn. Thì như vậy đó, cái bản chất của pháp hữu vi là chỗ đó. Bản chất hữu vi là nó sanh do duyên mà nó diệt do duyên, đơn giản như vậy. Và do vậy cả thế giới này, dù rằng đông nam tây bắc trên dưới, cả thế giới này dù trong ngoài bất bất, thì nó đều là cái sự cấu tạo của các duyên. Do đó nó gọi là hữu vi pháp. Nhưng mà Đức Phật Ngài đặt cho chúng ta lại một cái tầm nhìn khác. Chúng ta không thể thay đổi thế giới này. Chúng ta không thể đi hết thế giới này được. Bởi vì sao vậy? Tại vì thế giới này không phải chỉ có mỗi chúng ta. Nhưng mà có một cái thế giới. Thế giới đó là thế giới nội tại. Thế giới đó là thế giới của năm quận. Thế giới đó có thể liễu ngộ bằng tuệ giác. Và thế giới đó đó, nó có cả bốn phương diện. Trong cái thân, với cái chiều kích một sải tay này, thì Như Lai tuyên bố về thế giới, sự tập khởi của thế giới, sự đoàn diệt của thế giới và con đường dẫn đến sự đoàn diệt của thế giới. Chữ lô cá ở đây là chỉ cho hữu vi pháp. Chữ lô cá ở đây là cách nói khác của sự đau khổ. Thì thưa quý vị, là đặt lại vấn đề, chúng ta thì luôn luôn tìm một cái giải pháp bằng cách hướng ngoại, bằng cách đi đến một cái cảnh giới nào đó. Nó giống như là ngày nay trong cái đời sống người Phật tử tu tập á, thì chúng ta hay bị hai cái căn bệnh triền miên. Một á, là mình tu tập mình tạo công đức là để kiếp sau thôi. Chúng ta cảm tưởng như là ở trong kiếp này mình hoàn toàn không làm gì được hết, phải kiếp sau. Bởi vì Phật giáo Tây Tạng đó đôi khi khiến cho nhiều người Việt Nam đi theo, tại vì Phật giáo Tây Tạng tuyên bố rằng mình tu theo Kim Cang Thừa là đắc đạo chứng quả ngay trong kiếp này. Thì Đức Phật thì cũng nói đắc đạo chứng quả trong ngay trước kiếp này, nhưng mà tu là chúng ta đem cái chú ý của chánh niệm vào trong giây phút hiện tại. Cho nên chúng ta tu, chúng ta nghĩ đến đời sau không. Và cũng có nhiều người nghĩ rằng mình tu tập Phật Pháp là để mình đi về một cảnh giới nào đó. Mình chán cảnh giới là người quá. Cũng như mình ở tiểu bang này chán quá, về qua tiểu bang khác. Ở nước này chán quá, về qua nước khác. Và nhiều khi chúng ta quên hẳn đi một điều rằng người ta có nói câu là chúng ta đi mang theo quê hương. Thì chúng ta nên sửa câu lại là chúng ta đi cũng mang theo cái hệ lụy. Chúng ta đi theo mang theo cái phiền não khổ đau. Mình đi đâu cũng khổ đau, đi đâu cũng phiền não hết. Chúng tôi gặp nhiều vị đó là suốt cả cuộc đời cứ nghĩ đến chuyện về chỗ ở thôi. Mà cái bệnh đó là bệnh lớn nhất của nhà sư. Nhà sư hay bị cái bệnh đó là ở chỗ nào đó tự nhiên chán quá, buồn quá, nghĩ đến đi đến chỗ khác. Mà đôi khi có chỗ ăn cho ở đàng hoàng, nhưng mà rồi là mình cảm thấy buồn, nghĩ đi chỗ khác nó sẽ tốt hơn. Thì nó chỉ là sự dệt mộng, nó chỉ là sự tưởng tượng. Rồi đi chỗ khác rồi có vấn đề nữa. Thật ra có một lần Đức Phật Ngài hỏi Tôn giả Đăng Đa là mình ở đây chửi mình làm gì? Nói giờ họ chửi mình đi nơi khác. Rồi đi nơi khác nữa, ta chửi mình nữa sao? Thì dạ đi nơi khác nữa. Nói chung là đời sống của chúng ta đó, thì chúng ta nghĩ rằng cái sự dời đổi chỗ ở, dời đổi cái vị trí, hay là
đi qua một cái giai đoạn nào đó thì cái khổ đó hết. Không, cái khổ nó không hết bằng cách đó. Cái khổ nó không có chấm dứt chỉ đơn thuần là mình di chuyển chỗ ở, hay là mình chờ đợi một thời gian là hồi nhỏ mình khổ, lớn lên không khổ, lớn lên khổ rồi về già không khổ, già mình khổ thì chết là hết khổ chẳng hạn. Cái khổ nó không chấm dứt bằng cách đó. Nên chi ở đây thì câu đó Đức Phật dạy như vậy là thế giới này, tức là cái thế giới của những thiên hà đó, không có thể đi đến chỗ tận cùng bằng sự du hành. Tuy nhiên, Như Lai nói rằng không có đi đến tận cùng thế giới thì không chấm dứt được khổ đau. Không chấm dứt khổ đau là chỗ nào? Sự tận cùng thế giới ở đây đó là ngày nào mà còn năm uẩn, ngày nào còn pháp hữu vi, ngày nào còn sống với sự sanh diệt, thì ngày đó chúng ta phải bị chi phối bởi ba cái hiện tướng, đó là biến dịch, tức là có sanh diệt, bất toàn, bất toại, tức là rỗng không, không thỏa mãn, và vô ngã, tức là vô chủ, vô quyền. Chúng ta bắt buộc phải như vậy. Chúng ta còn sống trong thế giới hữu vi pháp thì cho dù đi đâu đến đâu thì nó cũng thôi. Nên chi ngay cả một cái câu nói mà cũng rất dễ bị hiểu lầm, đó là thế gian là một bể khổ, tu tập là đạt đến bờ kia. Cái chữ bờ kia hay là giác ngạn đó, nó thường làm cho chúng ta hiểu lầm là có một biển khổ và có bờ này, có bờ kia. Mình vượt qua cái trùng dương bể khổ rồi mình sẽ đạt đến cái bến bờ bên kia. Cái đó là cách nói tượng hình, đó là cách nói ví von. Thực tế thì thưa quý vị, không phải là chúng ta tu tập là chúng ta đi từ nơi này sang nơi khác, mà thực tế đó là chúng ta tìm thấy ở trong chính nội thân của chúng ta, ở chính bên trong này, thế giới, sự tập khởi của thế giới, sự tận diệt và con đường đưa si diệt tận. Bởi vì nếu quý vị nào nhớ trong cái bài mà chúng tôi nói về chung quanh sự tìm hiểu về Niết Bàn đó, thì Đức Phật Ngài có dạy ở trong Udana, Ngài phải dạy về cái đặc tính của Niết Bàn. Đó là cái tính chất là phải tự mình trải nghiệm, và tự mình trải nghiệm vượt ngoài thời gian đến để mà thấy. Rồi có Upanayiko, tức là hướng nội, và hướng nội hướng thượng. Hướng nội hướng thượng là tìm thấy ở trong chính bản thân của mình, và chỉ có người trí mới có thể tỏ ngộ được. Trong cuộc sống nó phải mất rất nhiều năm, mất rất nhiều sự thất bại và phải từng trải nhiều lắm thì mình mới có thể tìm thấy những cái giá trị thật sự ở chính bên trong của mỗi chúng ta. Đa số chúng ta, thưa quý vị, hãy nghĩ đến gây dựng cuộc sống, nghĩ đến mưu tìm hạnh phúc, nghĩ đến giải pháp cho tất cả vấn đề đó, thì chúng ta đều nghĩ đến cái thế giới bên ngoài. Chúng ta nghĩ rằng mình ở một thành phố lý tưởng thì nó sẽ làm cho cuộc sống êm ả. Chúng tôi nhớ rằng ở trong YouTube đó, người ta có một cái thống kê là để câu like, tức là để làm sao có nhiều người vào xem, để có nhiều người xem cái YouTube của mình, thì có những đề tài mà người ta hay được chú ý. Ví dụ như họ nói rằng 10 thành phố lý tưởng nhất để sống về già, hay là 10 quốc gia mà cái giá cả tốt nhất, điều kiện tốt nhất cho những người về hưu, hay là những cái tiểu bang nào mà cuộc sống hạnh phúc nhất đối với người lớn tuổi, vân vân. Thì mấy cái đó người ta vô, ta coi nhiều lắm. Tại vì sao? Tại vì đa phần chúng ta, thưa quý vị, khi nói đến về một cái thế giới bình an, một thế giới bình yên,
thì chúng ta nghĩ là đâu đó trên trái đất này có một vùng đất mà không khí rất là sạch, mà luật pháp, nền pháp trị rất là ổn định, dân tình rất là dễ thương. Thí dụ như hiện nay người ta nói Tân Tây Lan chẳng hạn, New Zealand. Tân Tây Lan nếu mà không động đất thì trở thành thiên đường, tại vì ở đó không khí rất sạch, một cái chính phủ rất là văn minh, dân tình rất dễ thương đối với anh. Thì đôi khi người ta vẫn có một cái sự mơ ước rằng một ngày nào đó, một cái điều kiện nào đó, thì với cái khả năng tiền bạc tài chính thì chúng ta sẽ di dời đến cái nơi đó để mà sống. Thì cũng giống như là thiên tử Rohitasa ở trong thiền tiền kiếp là một vị đạo sĩ chính thần thông, đã từng có một ý tưởng rất là lạ lùng là mình sẽ đi cho đến khi nào mình tận cùng với thế giới. Tại sao gọi là tận cùng thế giới? Tại thế giới này là thế giới của sanh già đau chết, thế giới của vô thường khổ vô ngã. Bây giờ mình đến tận cùng thế giới tức là nó sẽ không còn sanh già đau chết nữa. Thì Đức Phật dạy rằng đi tìm cái mà không có sanh già đau chết, không vô thường khổ đau vô ngã đó, nó không thể nào mà đi tìm bằng cách là du hành, mang cái thân năm uẩn này lê lết nó đi từ chỗ này qua chỗ kia mà đến đó mà nó hết khổ không có. Nhưng mà Ngài nói rằng Như Lai tuyên bố không có đi đến tận cùng của thế giới thì không thể chấm dứt khổ. Và cái tận cùng thế giới này Ngài không nói cái thế giới của thiên hà, thế giới của vũ trụ bao la, mà Ngài nói tới cái thế giới của năm uẩn. Và bài kinh ngày hôm nay, thưa quý vị, Ngài Bồ Đí, chúng tôi có trích một cái lời Ngài nói đó. Ngài nói rằng lời dạy có đó của Đức Phật là Phật ngôn đó là một trong những là có thể nói một cách không có ngại, không có ngoa ngữ, không có cường điệu, nói một cách không có cường điệu, đó là cái lời nói thâm thúy nhất ở trong cái lịch sử tư tưởng của nhân loại. Tại vì sao vậy? Tại vì cuộc sống của cả nhân loại là chúng ta luôn luôn nghĩ đến hạnh phúc, chúng ta nghĩ đến thoát khổ. Nghĩ đến hạnh phúc là chúng ta nghĩ đến cái ngoại giới. Nhưng mà rồi Đức Phật khẳng định rằng bằng cái sự truy cầu thế giới ở bên ngoài, bằng sự dịch chuyển, dời đổi từ vùng đất này sang vùng đất khác. Hôm nay chúng tôi có, cách đây vài hôm chúng tôi có xem một cái bài phỏng vấn của Elon Musk, cái người đã lập ra PayPal và người lập ra cái hãng Tesla. Kể như trong một bộ óc rất là thành công, và ông cũng là người lập ra cái SpaceX, tức là một cái công ty mà cung cấp một cái phương tiện cho NASA đưa người trên trạm không gian bây giờ. Thì Elon Musk trong cái cuộc phỏng vấn có nói về là chắc chắn rằng trong 50 năm nữa thì con người sẽ phải tìm cách để di chuyển về một cái hành tinh mới, mà hành tinh đó nó có thể chứa được nhân loại, và mà tức là một cuộc di dân. Và quý vị thấy không, chúng ta sống trên trái đất này có 5 châu 4 biển, nhưng mà nó không đủ để cung ứng cho con người, con người phải tìm cách di dân. Và con người nghĩ rằng với cái khoa học kỳ kỹ thuật ngày nay thì chúng ta có thể làm di dân. Nhưng mà cái khát vọng môn thuở của chúng ta là đi tìm về một thế giới bình yên. Thế giới bình yên đó cũng có hoa thơm, cỏ lạ, cũng có những cái gì đó thỏa mãn chúng ta, nhưng mà nó mới hơn, khác hơn. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng chúng ta không có đi đâu. Ở trong cái thế giới này, ở trong thế giới ngoại tại, thế giới bên ngoài, mà chúng ta có thể thực sự tìm ra điều đó. Chúng ta sẽ, trước khi chúng ta đến đó, thân của chúng ta sẽ già, sẽ chết trước khi chúng ta đạt đến chỗ đó. Cũng giống như mình nói rằng mình có thể đi đến một cái hành tinh cách đây khoảng chừng gần nhất mà chúng ta được biết là một hành tinh, mà theo các nhà thiên văn phỏng đoán thì nó có cái tình trạng giống như là hành tinh xanh này, giống như trái đất của chúng ta, thì nó cách là 16 năm ánh sáng.
nhưng mà nó 16 và ánh sáng, mà quý vị nhớ là một năm có 12 tháng, và một tháng đến một năm có 365 ngày, và một ngày có 24 giờ, một giờ có 60 giây, và một giây là vận tốc ánh sáng là đi 300.000 cây số. Chúng ta phải có một cái phương tiện cực nhanh để di chuyển bằng vận tốc ánh sáng ở trong 16 năm nữa để di chuyển cái hành tinh đó và thì sống được thì chứ quá thật. Đức Phật kể khuyên chúng ta rằng nên trở về với hơi thở, nên sống với thân tâm của mình. Và Ngài có nói một câu rằng trong cái sự tu tập của bản thân Ngài, Ngài đạt đến cái chỗ đó là không có hy cầu đời này và đời sau. Câu nói đó là một câu nói sống xét, câu nói lớn lắm. Tại vì sao vậy? Còn có hy cầu, tức là còn có bất mãn với cái này và ham muốn cái kia thì còn khổ thôi. Mà câu đó cũng là một câu trả lời. Chúng ta luôn luôn sống bằng cái khát vọng, thì cái khát vọng đó là khát vọng buông thở. Khát vọng đó nó không thể nào thỏa mãn được, tại bản chất của khát vọng đó là như vậy. Nên bài kinh ngày hôm nay thật ra không phải là bài kinh dài, tuy nhiên có rất nhiều điều quan trọng mà tất cả chúng ta phải đọc lại, và cũng không phải là một cái điều một cách nói cường điệu, mà Ngài Bồ Đí Ngài nói rằng lời dạy này của Đức Phật và có thể nói một cách dễ dàng, đó là có thể nói một cách dễ dàng, đó là một cái lời dạy rất là thâm thúy ở trong cái lịch sử tư tưởng của loài người. Nếu chúng ta nghĩ là Đức Phật là một con người giống như bao nhiêu người khác trên thế gian này, nhưng mà là người Phật tử thì chúng ta hiểu rằng Đức Phật là một người phi thường, Ngài là một đại giác. Và những lời dạy Ngài ở tại đây đó, Ngài khuyên chúng ta nên đặt lại vấn đề, và thay vì đi tìm sự giải thoát ở thế giới bên ngoài, đi tìm sự giải thoát theo cái chiều kích của không gian và thời gian, thì Ngài khuyên chúng ta nên tìm thấy ở đó, nên đặt lại vấn đề và quán triệt được năm uẩn, quán triệt năm uẩn, quán triệt được hữu vi pháp, quán triệt được cái bản chất của nó. Và khi mà chúng ta có thể thành tựu tuệ giác, đoạn tận được các kiếp sử, thì chúng ta mới có thể đạt đến một cái cảnh giới gọi là giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Thì thưa quý vị, cái cơ sở này rất là quan trọng, và một lần nữa cho chúng ta thấy rằng tại sao khi chúng ta học về pháp hữu vi trong thập pháp là chúng ta học về hiện tượng giới, chúng ta học về tất cả thế giới hiện tượng, nhưng thế giới hiện tượng đó lại cũng có thể nhìn qua cái lăng kính của cái mà chúng ta gọi là năm uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha. Ngày mai này, thưa quý vị, chúng ta sẽ có giáo trình thắng pháp, và vị giảng sư là Thượng Tọa Tuệ Siêu. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tập biệt quý Phật, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy nhé. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã kết nội dung ý và nhiều lợi lạc bài học hôm nay. Chúng tri ân Ngài. Mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân đã mở lòng bi mẫn tại những nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con con được lắng nghe, ghi nhớ trì tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, huân hạnh hóa âm ý Phật. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ trong lớp học được tất mỹ mãn. Chúng có tôn quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu thế. Để kết thúc chương trình, xin ta nhất hồi hướng chuyện công đức đã là làm kết duyên lành dạy. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thần hộ pháp, nguyện các hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện trụ dạy. Nam mô Bụt Thầy. Yeah.